Chúng ta đến với giá vốn và nguyên liệu cần có của món cơm chiên trứng và thành phẩm 4 dĩa và dùng cho mâm cơm 4 đến 6 người ăn. Và đầu tiên chúng ta có 600 g cơm 4 chén nấu từ 500 g gạo, 2 quả trứng chiên với cơm và 4 quả lạc, ốc la, 2 trái cà chua, 2 trái dưa leo, 10 g ngò dí, ngò gai hoặc boazo, 10 g tỏi băm, 1 trái ớt hiểm băm, 20ml dầu ăn, 20ml màu điều chiên cơm và 30ml chiên trứng, 6 g hạt nêm, 6 g đường, 2 g muối, 2 g bột ngọt và 1 g tiêu. Nếu mua được nguyên liệu rẻ hoặc mắc hơn thì giá vốn sẽ giảm hoặc tăng và tổng giá vốn một dĩa 700 g được 2 dĩa cơm và 4 chén là 34.085 đồng và giá vốn tính trên một dĩa là 8.521 đồng và nếu bán bình dân không dùng ốp la thì là 6.021 đồng. Hello, xin chào tất cả các chị học viên. Ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm một món rất là quen thuộc, đó là món cơm chiên trứng. Tuy là món này quen thuộc nhưng mà không phải ai cũng làm cho nó ngon được, đúng không? Vì vậy ngày hôm nay Nhi sẽ chia sẻ một cái công thức cơm chiên trứng mà đảm bảo mình ăn là mình sẽ cảm thấy rất là ngon nha, và cũng rất là dễ làm luôn. Mà món cơm chiên trứng này mình có thể ăn vào bất cứ buổi nào, và đặc biệt mà ăn buổi sáng cũng rất là thuận tiện này, hoặc là khi mình đói á, buổi tối á, mình không biết ăn gì á thì mình có thể làm cơm chiên trứng để ăn, rất là đơn giản. Và bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta cần những cái nguyên liệu gì để chúng ta có thể làm được cơm chiên trứng nha. Nhi đang chuẩn bị khẩu phần ăn cho hai người là 600 g cơm. Rồi ở đây là chúng ta có 5 cái trứng gà, 2 quả cà chua, 1 trái dưa leo. Rồi chúng ta có tương ớt, nước tương, tỏi, tỏi băm, dầu ăn, muối, tiêu, đường, bột ngọt, hạt nêm đầy đủ để chúng ta có thể làm được món này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bước thực hiện làm phần cơm chiên trứng nha. Trước tiên chảo thì mình cho chảo nóng lên. Sau khi chảo nóng lên á, thì chúng ta sẽ cho vào đây là 30ml dầu ăn. Sau đó chúng ta cho thêm 10ml màu dầu điều vào nữa để cái màu cơm chiên của mình nó đẹp. Phần màu dầu điều thì Nhi đã có hướng dẫn trong cái bài làm màu dầu điều rồi nha, nên mình quên mình coi lại. Còn nếu anh chị nào không có dầu màu điều không sao, mình dùng 40ml dầu ăn vẫn được nha, nhưng mà có màu dầu điều thì nó đẹp hơn. Rồi chúng ta sẽ cho tỏi vào, tùy theo mình ăn được nhiều hay ít mà mình cho nha. Ở đây Nhi cho 30g. Cơm chiên nhiều tỏi chút thì nó ngon. Rồi khi mà tỏi hơi vàng thôi thì chúng ta phải cho cơm vào luôn. Bởi vì là nếu mà chờ tỏi vàng mình cho cơm vào xào sẽ cháy nha. Tại mình sẽ xào cơm trên chảo mà, xào cơm trên dầu mà. Bây giờ mình sẽ chiên cơm, mình trải cơm ra để mình chiên. Trộn đều cơm cho thấm dầu lên để mình chiên. Và mình nhớ mình sẽ lấy cái chảo, cái vá thế này mình làm cho cơm nó nhuyễn ra. Cơm chiên là một trong những món quen thuộc và rất là dễ ăn, mà nếu mình biết nêm nếm một chút thì nó sẽ rất là ngon. Chúng ta cứ trộn đều như thế này. Sau đó chúng ta thấy cái nào mà còn nguyên cục thì chúng ta nghiền nó ra. Mặc dù lúc đầu là cơm là mình đã nhúng tay vào nước lạnh để mình bóp cho cơm nó nát ra rồi đó, nhưng mà bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Rồi bây giờ mình để yên cơm trong vòng 30 giây để cho nó cái mặt dưới nó săn, rồi chúng ta lại đảo trở nha. Sau khi được 30 giây chúng ta bắt đầu trộn cơm lên. Mình phải chiên cho cơm nó săn thì mới ngon. Ở đây là do cơm này là cơm chiên trứng không có các loại rau củ ha, nên cái lượng cơm mình dùng hai người là hơi nhiều nha, mỗi người là khoảng 2 chén đó. Một chén là 150g, mà đây là 600 là 4 chén. Hai người là mỗi người 2 chén cơm. Đây là mình khẩu phần ăn của người lớn nha, cho thanh niên. Rồi sau khi trộn đều xong mình tiếp tục rải cơm ra. Mình tiếp tục để yên thêm 30 giây nữa cho cơm nó săn. Chúng ta làm liên tiếp như vậy là khoảng 4-5 lần cho đến khi mình thấy cơm săn. Chúng ta cứ trộn đều, sau rồi để yên 30 giây, trộn đều để yên 30 giây. Làm như vậy khoảng 4 đến 5 lần thì cơm nó sẽ săn lại. Rồi sau khi làm được 4 lần, mỗi lần để yên 30 giây thì bây giờ Nhi sẽ cho 3 quả trứng vào. Mình sẽ đánh tan cái trứng này ra và trộn đều lên với cơm như thế này.
Rồi bây giờ Nhi sẽ nêm nếm gia vị cho phần cơm chiên này của mình nha. Ở đây mình có 600g cơm chiên. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ nêm như sau. Chúng ta sẽ nêm 6g hạt nêm. 600g cơm thì cũng gần giống 600g rau vậy đó. 6g đường, rất là dễ nhớ đúng không ạ? Chúng ta cho vào đây là 2g muối. Mình nêm cơm chiên á, đừng có nêm mặn quá. À, bởi vì cơm chiên thì sẽ ăn kèm với gì ạ? Ăn kèm với tương ớt và ăn kèm với nước tương nó mới ngon. 2g bột ngọt, nếu mình không ăn bột ngọt thì khỏi bỏ vô. 2g tiêu nha, cho nó cay cay, nồng nồng cho ngon. Nếu ăn không cay được thì bỏ ít thôi. Rồi, chúng ta cho thêm một ít ớt nữa. Ớt hiểm một trái. Nếu không ăn cay thì đừng có bỏ vô. Rồi, sau khi nêm xong thì chúng ta trộn đều lên. Quá ngon rồi. Những cái phần cơm mà nó bắt đầu bị đóng vón cục thì chúng ta nghiền nó ra. Bởi vì nó gặp trứng á, nó ướt xong nó vón cơm lại. Thì chúng ta lại nghiền nó ra. Để chúng ta tiếp tục tải ra. Chiên cơm thì quan trọng là nêm nếm gia vị cho ngon. Và cái thứ hai là chúng ta chiên cho cơm nó săn lại là ngon. Anh chị thấy cái cơm nó rời, nó khô rất là ngon luôn. Nhưng mà lưu ý đừng có chiên khô quá. Khô quá thì ăn thì rất là mắc nghẹn nha. Kiểu là mình chiên khô thì gọi là nó tơi. Cơm nó tơi, nó rời nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm thì ăn nó mới ngon. Rồi, cơm khô rời như thế này là ngon rồi. Như vậy là tổng thời gian chúng ta chiên là 10 phút đó mấy anh chị. À, chúng ta chiên được 4 phút thì chúng ta cho trứng vào. Sau đó là chúng ta nêm nếm thì chúng ta chiên tiếp thêm 6 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nếm thử một miếng coi phù hợp với khẩu vị gia đình mình chưa. Xuất sắc, quá ngon. Mình sẽ chiên nó mặn nhẹ nhàng mà nó hơi ngọt ngọt nhẹ nhẹ một chút nha. Đó, sau đó mình xịt tương ớt vô là không còn gì bằng luôn. Và chúng ta đã chiên cơm xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần tiếp theo là đổ ốp la. Và mình sẽ trang trí dĩa cơm nha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta đổ ốp la nha. Mình sẽ cho dầu ăn vào, vào chảo. Để chúng ta đổ ốp la. Chúng ta tráng dầu ăn, cho chảo nó đều dầu ăn. Thế này. Rồi sau đó mình sẽ đập trứng cho vào. Chúng ta cho vào, cho trứng vào lúc mà dầu nó chưa nóng. Làm như vậy á thì cái trứng á, nó sẽ không có bị nở bung. Thì nó sẽ rất là gọn gàng, nó đẹp. Trứng ốp la nó đã chín cái lòng trắng thì chúng ta bớt lửa nhỏ nhất nha, chúng ta không chiên lửa lớn. Chúng ta bớt lửa vừa thôi. Và để cho nó không bị phồng quá thì nó không đẹp. Sau khi lòng trắng đã chín á, thì mình cần lòng đỏ chín thì mình cho lửa nhỏ thôi. Và chúng ta sẽ chiên lòng đỏ hồng đào. Ở đây là chúng ta, nếu mà chúng ta muốn lòng đỏ hồng đào chúng ta để yên. Còn nếu mà muốn nó là chín luôn thì chúng ta lật ấp nó lại là xong. Ví dụ như mà chúng ta muốn một cái chín thì chúng ta lật ấp nó lại như thế này là đã chín. Đó, sẽ rất là ngon. Sau khi lật ấp xong thì chúng ta lật ấp được khoảng 5 giây thôi thì chúng ta lấy nó lên thì nó đã chín rồi, thì nó sẽ ngon như thế này đây. Đó. Rồi mình sẽ cho nó ra dĩa luôn, không cho nó cháy. Rồi còn cái này chúng ta để hồng đào, chúng ta để yên như vậy luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt dưa leo và cà chua để trang trí. Chúng ta cắt thành những lát mỏng. Cái này là vừa trang trí đồng thời là ăn kèm với cơm chiên thì rất là ngon. Phần cơm chiên này là chúng ta đã làm cho 2 dĩa nha. Bây giờ Nhi sẽ trang trí một dĩa trước. Chúng ta cho cà chua vào, dưa leo vào luôn như thế này. Đấy, tại vì cà chua nó, dưa leo nó nhỏ quá nên chúng ta cho 2 miếng. Sau đó chúng ta sẽ cho cơm vào. Đây, phần cơm này chúng ta chia đôi ra. Của hai người, đây là hai người mà kiểu là hai người thanh niên á nha. Chứ mà nếu phụ nữ ăn thì 4 người ăn vẫn được mấy anh chị nha. Rồi, nhưng mà mình chiên thì mình phải chiên dư dư một chút ha, cho khẩu phần người lớn ăn.
Đấy, hai người bây giờ chúng ta sẽ múc cái phần một nửa vào cái dĩa này. Mình sẽ trang trí một cái trứng ốp la ở một góc như thế này, góc xéo ở một bên. Sau đó chúng ta trang trí thêm một cái lá ớt lên. Như thế này thì rất là đẹp, tuyệt vời mặt trời luôn. Và món này thì sẽ ăn kèm với nước tương với lại tương ớt thì sẽ rất là ngon. Như vậy là chúng ta đã xong làm xong món cơm chiên trứng. Rất là đơn giản mà Nhi đảm bảo là cực kỳ là ngon luôn. Bởi vì cơm thì đã ngon rồi, gạo của mình là đã ngọt rồi. Thì chưa kể là chúng ta nêm nếm vừa ăn, đồng thời với mình cho trứng vô đó. Thì mình chiên lên thì cơm nó rất là béo, cơm nó có vị béo của trứng nè, vị mặn ngọt hài hòa của cái gia vị mà mình nêm. Đồng thời khi ăn nếu mà mình cho thêm một chút tương ớt, hoặc là nếu mình không biết ăn cay đó, mình cho chút tương cà, thì nó sẽ tăng cái gia vị, làm cho cái món cơm chiên của mình ngon hơn. Và chỉ mất có khoảng 10 phút thôi, chúng ta đã có được một mâm cơm chiên rất là ngon để ăn sáng hoặc là ăn khuya, hoặc là ăn bất cứ lúc nào mà mình thấy đói bụng mà mình thèm, được không ạ? Chúc các anh chị mình sẽ thực hiện món cơm chiên trứng thành công để áp dụng vào trong công việc kinh doanh của mình hoặc là trong cuộc sống gia đình mình một cách thật là hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo. Và nhớ là Nhi còn nhiều món cơm chiên hấp dẫn đó nha. Ví dụ cơm chiên rau củ này, cơm chiên cà ri. Chúng ta hãy đón xem các bài học tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.